Xin chào các bạn. Khi sử dụng cái hộp que hàng xong, để như thế này nó dễ bị ẩm ướt vì cái bọc này nó bằng giấy nè. Để bảo quản chắc chắn thì các bạn sử dụng cái ống nhựa phi 60, độ dài khoảng gần 30 cm, và dùng cái chai nhựa này nè. Chai nhựa bỏ đi, cắt cái phần đít và cái phần cổ ấp vào trong cái đoạn ống 60 này, và sử dụng lửa để hơ ha. Sử dụng cái khò ga hơ thì nó sẽ bám chặt vào. Cái loại chai nhựa PE này khi gặp nhiệt độ cao thì nó sẽ bám chắc vào trong cái ống nhựa PVC này. Và chúng ta cho que hàng vào trong cái chai này bảo quản. Làm như thế này rất là chắc chắn. Bảo quản que hàng ở trong cái chai này rất là an toàn, không có bị sợ ẩm ướt. Giữa hai cái ống nhựa dẻo và ống nhựa cứng, cái mối nối này nếu không có cái cổ dê siết chặt lại thì các bạn sử dụng một sợi kẽm mềm ha, quấn lại như thế này và siết lại. Làm như thế này nó cũng rất là chắc chắn, không có bị rò rỉ nước. Cái chỗ quát sân này không có cái cán này, không có cái dây để treo lên, và khi trời mưa nó hay bị thấm ướt, nhanh bị mục. Bây giờ chúng ta sử dụng cái chai nhựa nè ha. Chai nhựa bỏ đi này nè, cắt lấy cái phần cổ ở trên, khoan một cái lỗ ở cái nắp này nè. Và xỏ cái dây vào. Và đặt vào cái đầu của cán chổi như thế này. Bây giờ sử dụng cái khò ga ha. Chúng ta hơi như thế này. Cái nhựa PE này nó sẽ bám chặt vào cái cán chổi. Bây giờ các bạn có thể treo cái chổi này vào vị trí nào tùy thích, và trời mưa không có bị thấm ướt gây mục cây chổi.